Bây giờ học sinh học nặng ngày xưa rất nhiều. Nhưng đừng có nói là ngày xưa bọn tao học khó lắm, bây giờ bọn mày học dễ lắm. Không sẽ thấy đâu. Không sẽ thấy đâu. Bây giờ các bạn học rất nặng. Bây giờ các bạn học rất nặng. Học rất nặng. Học rất nặng. Các em bây giờ phải học rất nặng. Có thể ở đây khỏi cân nhắc. Xem hết livestream không được cấp bằng, nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn. Thật không à thầy, thế con học phí? Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free. Gặp bài toán khó cứ đem lên tỉ thí. Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi nhầm nhỏ gì. Ê toán hình toán đại chớ ngại, có thầy cứ điểm cao mà quất. Ê khó càng thú vị, lớp thầy nó vừa vui vừa chất. Ê tối dù khuya thầy live stream là em lại căng tròn mắt. Ê click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt. Nếu không có người yêu cứ đến đây thầy phát. Thôi đùa đấy đừng yêu, bỏ đi mà học dứt khoát. Em lạc lõng trong cuộc đời, đến livestream sẽ khác. Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác. Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất. Tình yêu hôn nhân ăn chơi tương lai bao la những lời khuyên chất. Những gì tinh túy nhất thầy đã tóm tắt tổng hợp ở đây rồi. Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi. Hey yo, chào các bạn. Rồi, trân trọng chào các bạn. Hôm nay Hà Nội lại mưa to, ôi giời, mát hết cả đít. Đấy, mát hết cả người. Tranh thủ 10-15 phút giặt bộ quần áo, nhưng mà giặt xong nó chưa khô hay lại phải mặc áo cũ. Các bạn là ở chỗ thầy ấy là không có máy giặt. Tức là thầy dạy live trong cho cái lớp kia là đến tận 9:30 mới xong. Đấy, phần 9:30 xong. Thế là tranh thủ giặt quần áo. Giặt quần áo. Bởi vì ở chỗ thầy thì nó không có máy giặt, thầy đang ở công ty mà. Công ty của thầy thì chỗ này nó không có máy giặt. Đấy. Mà bình thường thầy, nếu mà thầy ở công ty thì ở ngay đối diện nhà thầy nó có cái cửa hàng giặt quần áo. Nhưng bây giờ cái cửa hàng này đóng cửa rồi. Thế là phải giặt tay. Giặt tay các em ạ. Thế là quần áo chưa khô lại phải mặc cái áo cũ. Đấy, tiết kiệm. Mặc ít ít thôi. Mặc mấy cái đồ nó dễ giặt. Mặc cái gì nó ít vải thôi, giặt cho nó nhanh. Đấy, ví dụ đây các bạn thấy lúc nào thầy mặc quần đùi thì dậy, thấy không? Ôi giời. Chân nõn nà luôn. Chẳng không? Chẳng không? Các bạn nhìn quả chân này là rất nhiều bạn nữ là thèm khát. Đấy. Quả giò này mà đi thi hoa hậu thì hoa hậu không có cửa. Rồi, hello các bạn.
Các bạn là không có máy giặt, mấy cả không có tiền mua máy giặt đấy chứ. Máy giặt đắt quá. Máy giặt tận 8-9 triệu một cái máy giặt, gọi là dùng được. Mà lương của thầy được có 3 triệu một tháng. Thì toàn dạy miễn phí. Đây đang dạy miễn phí cho các bạn này. Lấy đâu ra mà tiền mua máy giặt. Để các bạn thông cảm thầy một tí nha. Hôm nay ấy, là chúng ta sẽ đi vào cái bài toán khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đấy, và bài toán này các bạn yếu cực kỳ luôn. Tuy nhiên, cái buổi ngày hôm nay thầy sẽ like cho các bạn tất cả, nhắc lại là tất cả những cái câu khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau mà đề của bộ đã hỏi chúng ta. Không hỏi hỏi các bạn đâu, mà là hỏi các anh chị khóa trước rồi. Từ năm 2017 đến bây giờ có những câu nào liên quan đến khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thầy phệt hết vào đây. Tức là trong tờ đề nó sẽ không có những câu này đâu. Mà câu này là thầy cho thêm ở trong buổi live. Nên thằng nào mà kiểu bảo xem đề xong em thấy không cần xem buổi live đã là chết dở rồi. Bởi vì trong đề của thầy có nhiều tình huống bất ngờ lắm. Tức là thầy sẽ like những cái thứ mà nó không có trong tờ đề. Ví dụ như kiểu buổi live tuần trước cái cực trị. Trị tuyệt đối này, chia mờ này. Trong đề là có 10 ví dụ thôi, nhưng mà thầy like tận 15 ví dụ. Đúng không? Luôn luôn là nhiều hơn những cái gì thầy quảng cáo. Đấy, trong khóa S1 thế quảng cáo 120 bài giảng thôi. Nhưng các bạn, còn thầy của các bạn từ giờ đến cuối năm chắc phải lên 140-150 bài giảng mất. Đấy, mà 100, hơn 100 bài giảng như thế mà có bao nhiêu đâu? 800.000, 800k học cả năm, bét thật là nhè. Nếu mà yêu cầu là học online thì các bạn là phải nghiêm túc tự giác. Bởi vì các bạn tự giác xong mà tự nhiên là các bạn thành pro max thôi. Nha. Thầy chào các bạn, chào Trần Thùy Linh, chào Nguyễn Thị Hương Giang, chào Hoàng Thông, chào Yến Mai, chào Lê Nguyễn Quỳnh Anh, chào Nguyễn Ngọc, chào Nguyễn Ngọc. Hôm nay là thầy mặc áo đôi với Tiểu Hí đấy, này đây mặc áo đôi với nhau nhảy. Chào các bạn. Còn ai chưa chào nhau, các bạn chào nhau một cái nha. Thả nhau một cái tim luôn nhỉ. Chào Thảo Minh. Rồi bây giờ thầy check lại một chút này. Mic ok cho các em ơi. Mic ok rồi các bạn comment cho thầy số 1. Mic ok rồi comment số 1. Đã nghe nó ok hết chưa để thầy bắt đầu vào buổi live nào. Mic ok comment số 1 cho thầy. Rồi, mic ok comment số 1. Các bạn thấy hình ảnh ok rồi, các bạn comment cho thầy số 2. Hình ảnh ok rồi, comment số 2 cho thầy nào. Pết luyện thi đại học 10-12 á, một tuần live một buổi đấy còn gì nữa. Rồi, bạn nào mà thấy hình ảnh ok rồi comment số 2 nhá. Rồi, 1-2 ok hết rồi nhỉ. 1-2 đã ok. Good job. Hôm nay đã bài 4 rồi đấy. Còn một buổi nữa thôi là khóa của chúng ta kết thúc rồi đấy. Và thầy nói luôn là khóa kết thúc một phát là các video này bị xóa đi hết đấy nhá. Nên các bạn học thì nhớ học cho nó cẩn thận. Được chưa?
Thầy có like hình ở page không ạ? Không. Thỉnh thoảng thì like ở page thôi. Thầy đang tập trung cho khóa học xây dựng khóa học Live Pro. Khóa live stream. Tức là đến đầu năm sau là bắt đầu có cái khóa live stream cho các bạn rồi. Đấy, nhưng mà trước khi các bạn học khóa live stream đấy của thầy thì đòi hỏi các bạn phải có khóa S1 trước đã. Tức là cái khóa lấy toàn bộ cái kiến thức của chuyên đề. Em vào sau lỡ thầy xóa thì em phải làm sao ạ? Thì học trong đêm nay đi còn gì nữa à? Nhưng nó vẫn còn trên app không thầy? Nó chỉ còn trên app ý, đối với bạn nào đã có tài khoản S1, S2 thôi, S3 thôi. Tức là những bạn nào mà đã trong khóa học của thầy rồi ý, thì nó vẫn giữ lại. Còn cái khóa này ý, là cái khóa thầy dạy free bên ngoài. Đấy, thì thầy muốn các bạn phải trân trọng cái khóa và các bạn học cho nó nghiêm chỉnh. Nên cứ xong là thầy sẽ xóa đối với những bạn bên ngoài. Còn các bạn ở trong khóa rồi thì thầy phải lưu lại cho các bạn ấy để đảm bảo quyền lợi cho các bạn ý. Nha. Nhớ đấy, trên app là sẽ bị xóa đi đối với những bạn mà chưa có tài khoản chính thức ở trong lớp S1, S2, S3. Nên các bạn nhớ xem và cẩn thận. Nha. Phần bài 5 là bài gốc đây. Bài 5 là bài gốc đây. Bài 5 mà bài cuối cùng là nói về bài gốc đấy. Rồi, chào các em. Thầy sẽ dạy nó khác trong với cả cái phần bài ở trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa người ta sẽ dạy các bạn cái phần góc trước rồi dạy khoảng cách sau, nhưng mà thầy sẽ phải dạy ngược lại, khoảng cách trước góc sau. Bởi vì khi các bạn có được cái kiến thức về cái khoảng cách rồi thì đến lúc các bạn làm góc nó rất là dễ, nhớ chưa? Rồi, rồi sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi, các bạn comment sẵn sàng giúp thầy nào để thầy bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn nào. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng luôn nào. Đấy, S1, S2, S3 bao nhiêu vậy thầy Đinh Khải? S1, S2, S3 đang được giảm giá. Còn mấy ngày nữa, còn 4, 5 ngày nữa, 5 ngày nữa là được giảm giá, hết giảm giá rồi. 27 đến 31 là hết giảm giá rồi. Thì giá của combo 3 khóa đang là 1.999.000. Nhớ nhá. 3 khóa. Bao điểm cho các bạn luôn. Chưa một khóa nào dám bao điểm cho các bạn, kể cả những bạn mất gốc. Chưa một khóa nào dám bao điểm. Thầy phải rất tự tin đối với cái giáo trình của thầy. Em dám bao điểm cho các bạn như thế. Rồi, sẵn sàng nhá. Bây giờ như này, các bạn phải hiểu hai thằng chéo nhau là như thế nào. Ví dụ ở đây, thầy có hai đường thẳng. Ví dụ đây là một đường thẳng, đây cũng là một đường thẳng, đúng không? Thì hai thằng chéo nhau là hai đường thẳng như nào? Thứ nhất là nó không cắt nhau, nó không song song với nhau, nó không trùng nhau, nó chéo nhau như này. Tức là khi kéo dài nó ra ấy, nó không cắt được nhau. Ok chưa? Không cắt được nhau. Mà nó không rơi vào trường hợp song song hay trùng. Thì nó được gọi là chéo nhau. Thì khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau là thằng nào? Ví dụ thầy đang có hai đường thẳng A và thẳng B. Thì đường thẳng D cắt hai đường thẳng chéo nhau A và B và cùng vuông góc với đường thẳng đấy được gọi là đường vuông góc chung với cả hai đường thẳng AB. Thì cái đoạn thẳng MN đây này, đường thẳng D cắt thằng này A tại điểm M, đường thẳng D cắt đường thẳng B tại điểm N, thì cái đoạn thẳng MN chỗ này của các bạn, người ta gọi đây là đoạn vuông góc chung. Thì nó chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Thì các bạn hiểu đoạn vuông góc chung là gì? Là cái đoạn nó vừa vuông góc với đường thẳng A và vừa vuông góc với đường thẳng B. Thì đó là đoạn vuông góc chung. Nhớ nhá. Rồi. Thì cái phương pháp để làm là như thế nào? Thầy sẽ cho các bạn có 3 phương pháp chính để các bạn làm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Cách 1 là các bạn dựng đường vuông góc chung. Nếu như các bạn đã biết A và B đang vuông góc sẵn rồi, tức là người ta đang tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng A và đường thẳng B. Nhưng ở đây các bạn nhận ra là A và B đang vuông góc với nhau. Thì giả sử A đang vuông góc với B thông qua mặt phẳng P. Thì cái đoạn vuông góc chung ở đây nó chính là từ giao điểm giữa Y, giao điểm Y của đường thẳng A và mặt phẳng P. Các bạn kể cho thầy một đường thẳng IA vuông góc với B. Thì lúc này IA nó vừa vuông góc với B và IA nó vừa vuông góc với đường thẳng A. Bởi vì đơn giản là đường thẳng A đang vuông góc với mặt phẳng P mà. Ok chưa? Giờ các bạn sẽ có IA là khoảng cách giữa hai đường thẳng A và B. Nhắc lại là các bạn xác định bước 1 là xác định cái mặt phẳng P chứa B mà mặt phẳng P đang vuông góc với A. Bước 2, tìm giao điểm giữa mặt phẳng P này và đường thẳng A. Bước 3, các bạn kẻ IA vuông góc với B và đến đây các bạn sẽ có khoảng cách nó chính là IA. Thì đây là cái loại nó dễ nhất của đất rồi. Và cái loại này là cái loại các bạn phải phệt được nhá. Phải phệt được. Thầy lấy ví dụ để cho các bạn dễ hiểu như sau. Nhớ là đoạn vuông góc chung là đoạn nó vừa vuông góc với A và vừa vuông góc với B. Ví dụ số 1, cho hình chóp ABCD. Có đáy ABCD là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Ok chưa? SA vuông góc với đáy. Rồi. CD. AB đề bài cho các bạn là bằng A nhỏ. AD các bạn là bằng 2A nhỏ. SA là bằng A nhỏ. Người ta hỏi các bạn khoảng cách giữa SB và CD bằng bao nhiêu? Nào, khoảng cách giữa hai nhóc này với nhau đó là SB và thằng CD. Bây giờ các bạn muốn tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này, các bạn phải tìm ra được cái đoạn vuông góc chung của hai thằng này. Đoạn vuông góc chung của hai thằng này. Thì ở đây em sẽ nhận ra ngay cái đoạn vuông góc chung của hai bố này này. Nó chính là cái đường BC. Đố các bạn biết tại sao lại là BC. Nhìn nhá, không phải nghĩ ngợi nhiều. Thứ nhất, BC nó đang vuông góc với CD. Thứ hai là BC các bạn đang vuông góc với AB và BC vuông góc với SA. Nên BC đang vuông góc với SB đây này. Nó là một góc vuông. Ok chưa? Vậy thì ở đây các bạn sẽ nhận ra như sau. BC vuông góc với cả cái mặt phẳng SAB. Do nó đang vuông góc với hai đường có sẵn là đường SA và đường AB. Vậy thì từ đây thầy có thể suy ra cho các em là BC của các em đang vuông góc với cả thằng SB. Do SB nó đang nằm ở đâu? Nằm ở trong mặt phẳng SAB. Đúng không? Đường vuông góc với mặt nó vuông góc với mọi đường. Mà ở đây BC của các bạn nó cũng vuông góc với CD. Ồ, vậy thì từ hai điều này các bạn rút ra được một cái kết luận. Tức là BC nó là đoạn vuông góc chung. Đoạn vuông góc chung của cái thằng SB và CD. Nên thầy giáo suy ra cho các em khoảng cách giữa SB và CD nó chính là ông BC. Mà BC là bằng bao nhiêu? 2 nhỏ sẵn rồi. Bởi vì nó bằng AD mà. Hết bài. Vậy đáp án cần chọn là đáp án B. Hiểu không? Hiểu không? Các bạn hiểu phát, các bạn comment cho thầy. Hiểu ạ? Hiểu phát, comment hiểu ạ cho thầy nè. Đấy, nó vuông góc với hai nhóc. Thấy chưa? Nó hai đầu. Rồi, rất nhiều bạn comment là 1B rất tốt rồi. Hoàng Long, Khoa Nguyễn, Hà Trân. Hiểu các bạn comment là hiểu cho thầy nhá. Em muốn biết lịch các buổi live chính thức của thầy. Bình thường ấy là ở cứ ngày nào, tuần nào là cứ đến
9:30 là thầy sẽ live stream ở trên fanpage của thầy vào lúc 9:30 thứ năm trên fanpage của thầy. Tuy nhiên tuần này thì chúng ta đang live ở trong cái nhóm lấy góc không gian nên thầy không live ngoài fanpage được. Nên thầy sẽ phải đẩy cái buổi live fanpage tạm thời cái tuần trước và tuần này sang chủ nhật. Tuần này cũng sang chủ nhật nhá, 9:30 nhá. Còn từ tuần sau trở đi là 9:30 tối thứ năm. Nhớ chưa? Rồi. Hiểu. Tốt rồi, ví dụ số 2, example số 2 này. Cho hình chóp SABCD có đáy là một hình vuông tâm O. Rồi, đấy là hình vuông tâm O. Đường thẳng SO vuông góc với đáy. Ok, chóp đều rồi. Bây giờ nó hỏi các bạn là tính khoảng cách giữa SA và BD. SA đây. Và BD đây. Ok, khoảng cách giữa hai ông này bằng bao nhiêu? Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm xem. Đấy. Tìm xem là cái đoạn vuông góc chung của hai thằng này là thằng nào. Thì các bạn chú ý nhá. Ở trong phần lý thuyết, thầy có dặn các bạn là xem hai thằng này có vuông góc với nhau hay không, đúng không? Đây. Đấy, nếu như đường thẳng A của các bạn mà đang vuông góc với một mặt phẳng chứa thằng đường thẳng B rồi thì các bạn qua cái giao điểm các bạn kẻ một đường vuông góc sang là được, đúng không? Khi ở đây chúng ta cùng nhìn nhá cái hình bài này, các bạn để ý ngay, em phát hiện ra ngay là BD của em ấy phát hiện một điều là ông BD của em ấy nó đang vuông góc với một mặt phẳng chứa SA, nó đang mặt phẳng SAO, nó đang vuông góc với hai đường. Đó là đường AO là 1, bởi vì hai đường chéo hình vuông sẽ vuông góc với nhau. Và đường gì em nhỉ? Và đường SO là đường cao. Đúng không? Vậy suy ra BD các bạn đang vuông góc với thằng gì em? Đang vuông góc SA. Đây là phát hiện, các bạn phải phát hiện ra được cho thầy. BD vuông góc với SA. Mà vuông góc với SA thầy dặn các bạn cái phương pháp là qua cái giao điểm chung. Giao điểm giữa BD và SAO là thằng điểm O. Kẻ một đường vuông góc với SA là xong. Thầy kẻ vuông góc này, kẻ vuông góc ra một phát. Đây rồi. Đây là thầy gọi là OH. Thì thầy sẽ có ngay đây chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này. Vậy ở đây thầy sẽ có như sau. Kẻ OH vuông góc với SA, vuông góc một đường rồi nhá. Mà ở đây BD các bạn cũng sẽ vuông góc với OH thôi. Do cái thằng OH của chúng ta ấy, nó đang nằm ở trong mặt phẳng SAO không em? Thấy không? Vậy thì suy ra OH nó vừa vuông góc với SA vừa vuông góc với BD nên OH được gọi là đoạn vuông góc chung. Nên thầy giáo suy ra cho các bạn khoảng cách giữa SA và BD nó chính là đoạn vuông góc chung này là đoạn gì em? OH. Đấy. Mà đoạn OH này các bạn tính bằng công thức 1 trên thôi. Đây là góc vuông. Vâng, đây là một góc vuông. Vậy 1 trên là gì? 1 trên OH bình SAO bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên AO bình. Tức là OH của các bạn sẽ bằng là SA, SO nhân với cả AO chia cho căn của SO bình cộng AO bình. Rồi bây giờ thì bằng máy tính. Ở đây thì nhập thôi. Quá. Máy tính đơ. Rồi, các bạn nhập là gì đây? X nhân Y này. Trên căn của X bình cộng Y bình. Ấn can này. SO các bạn là đường cao, người ta cho bằng căn 3 rồi. AO là gì? Là nửa đường chéo. Hình vuông này có cạnh là bằng 2. Nên là cạnh này nhân căn 2 và chia 2. Đúng không? Cạnh nhân căn 2 là đường chéo, còn chia cho 2 là nửa đường chéo. Kết quả các bạn sẽ bằng là căn 30 trên 5. Căn 30 trên 5. Nhẩm ra ngay. À nhỏ, vậy đáp án cần chọn là đáp án gì em? Đáp án B, đúng không? B luôn. Rồi.
Ngon rồi. Khoa Nguyễn B đúng rồi, Nguyễn Tiến Thắng B chuẩn rồi, Nguyễn Thanh Duy B chuẩn rồi. Rất tốt nha. Rất tốt. Rồi, hiểu câu 2 chưa? Hiểu câu 2 rồi các bạn comment H2 cho thầy nhá. H2. Đấy, đoạn một góc chung là như thế. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ số 3. Ví dụ số 3. Cho hình chóp SABCD. SA vuông góc với ABCD. SA bằng A nhỏ, ABCD của các bạn là hình vuông. AB các bạn là A nhỏ. Được chưa? Tính khoảng cách giữa SC và BD. Rồi, thì bây giờ Ngọc Trang lại bảo thầy dạy lại cách bấm máy tính nhá. Xem là buổi trước nhá. Buổi trước đã dạy hết. Hết cả nước chấm rồi. Hôm nay vẫn hỏi lại chính tỏ buổi trước không xem rồi. Không theo dõi kỹ. Không giảng lại. Bấm có cái gì đâu. Nào, SA vuông góc. Phải theo dõi hết các buổi từ buổi trước đến buổi nay chứ. Nó làm theo một khóa học. Đúng không? S. A. B, C, D. Rồi AB là bằng A nhỏ. SA là bằng A nhỏ nốt. Khoảng cách giữa SC và BD là thằng nào? SC và BD. Rồi, SC và BD. Là thằng nào đây? Rồi, SCBD. Làm thế nào để các bạn có được khoảng cách giữa hai thằng này? Đấy. Hai được đoạn này nó có vuông góc với nhau hay không? Thì các bạn nhận ra là ô, có vuông góc với nhau thầy ạ. Em thấy có vuông góc với nhau đây này. Đó là BD của em ấy, nó đang vuông góc với thằng gì em? Nó đang vuông góc với cả thằng mặt phẳng SAC. Nhận thấy. Đấy, nhận thấy ngay. Nhận thấy. Ông BD của em ấy nó đang vuông góc với một mặt phẳng chứa SC, đó là mặt phẳng SAC. Do nó vuông góc với hai đường ở đường SA và đường gì em nhỉ? Và đường AC đúng không em? Tức là BD của các bạn ấy nó sẽ vuông góc được với cả cái đường nằm trong mặt phẳng này là đường SC chưa? Đây cái dấu hiệu của các em. Thì thầy dặn là ồ cứ thấy vuông góc phương pháp đâu? Cứ thấy vuông góc. Đường thẳng A mà vuông góc với thẳng B một phát. Đây, cách một đây này. Được chưa? Biết AB đã vuông góc với nhau thì các bạn qua cái giao điểm chung kẻ một đường như nào vào vuông góc thế là xong đúng không? Qua giao điểm nào, giao điểm ở đâu, giao điểm có đường đặt tại đây, điểm O chỗ này này, kẻ một đường vuông góc lên là xong, kẻ vuông góc lên đấy, đây là OH, thế là hết bài. Nhưng mà tính OH như nào nhỉ, tính OH như nào, đến cái đoạn này các bạn tính OH nó ca à, nó nhìn nó hơi khó, các bạn phải dùng Tablet đúng không? Nhưng mà ở đây thầy có thể một cách nhanh hơn cho các bạn, đó là thầy sẽ tính cái thằng AK chỗ này ra này, rồi các bạn nhận ra là O nó trung điểm của thằng AC, các bạn lấy 1/2 OH là đường trung bình là xong. Thì ở đây thầy sẽ có như sau, thầy có nhá,
kẻ kẻ OH vuông góc với SC. Mà ở đây các bạn nhận ra là BD các bạn đã cũng đang vuông góc với cả OH, do cái thằng OH này này nó đang nằm ở trong cái mặt phẳng SAC mà thầy vừa chứng minh BD vuông góc với SAC ở trên sau. Ok chưa? Rồi. Vậy thì lúc này em lại có tiếp cho thầy một cái điều là từ hai điều này thì dễ dàng suy ra được ngay OH là đoạn vuông góc chung rồi, nên khoảng cách giữa SC và BD của em nó chính là cái ông OH đấy. Ông OH. Tính OH ở đây em nhận ra là thầy kẻ cái thằng AK của thầy cũng vuông góc với SC, thì thầy giáo suy ra ngay cho các bạn là OH sẽ song song vào bằng một nửa thằng gì em? Bằng thằng AK. Mà AK các bạn ấy nó là một đường gì? Là đường các bạn có thể dùng công thức 1 trên ở trong tam giác SAC. 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AC bình. Nhìn ra chưa? Vậy thì AK nó bằng là SA nhân AC chia cho căn của SA bình cộng AC bình. Cộng AC bình. Mà cách bấm máy tính quá đơn giản, thầy đã dạy rồi. Đấy. Rồi. Căn thôi. SA các bạn là bằng 1. Đề bài cho AC là đường chéo của hình vuông. Hình vuông là cạnh bằng A nên chia đường chéo là căn 2. Kết quả là căn 6 trên 3. Mà lại có 1 phần 2 ở trước. Tức là 1 phần 2 nhân căn 6 trên 3 nhá. Tức là bằng căn 6 trên mấy? Căn 6 trên 6. Ok chưa? Đáp án cần chọn là A. Hết bài. Dễ không? Quá là mượt. Mượt chưa? Mượt rồi các bạn comment sân siêu thầy nhá. Sân siêu. Đấy. Đã mượt rồi thì phải sân siêu. Mixer à? Mixer. Rồi, thầy vẽ hình xong cho các bạn rồi. Chết giờ.
Rồi rồi. Sorry sorry. Đấy, vẽ hình xong rồi nha. Bây giờ nó cho lăng trụ đứng. ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại A rồi. AB bằng A phẩy, nó bằng A nhỏ. Khoảng cách giữa AB và A phẩy C là gì? Em có nhận ra cái bài này, cái bài này là khoảng cách giữa AB và A phẩy C, mình nhìn bằng mắt xem hai cái đường này nó có vuông góc với nhau sẵn, rơi vào cái dạng một thầy nói hay không nhá. Đấy, thì mình nhận ra ấy, là cái bài này là có vuông góc. Nếu mà em đã học cái chứng minh đường vuông góc với mặt của thầy rồi, nó là gì? Các bạn thấy ngay là AB của mình ấy, nó đang vuông góc với mặt phẳng chữ A phẩy C thật sự. Đó là mặt phẳng A phẩy AC. Thì nó sẽ vuông góc với nhau thôi. Do nó vuông góc với hai đường này, đó đường AA phẩy và đường AC. Vậy thì thầy giáo suy ra cho các bạn là hiển nhiên ông AB của mình ấy sẽ vuông góc được với thằng gì thôi? A phẩy C, bởi vì A phẩy C nằm ở trong mặt phẳng này mơ. Đúng không? Đã nhận ra được ngay. Vậy thì vuông góc với nhau rồi, đúng dấu hiệu rồi thì cái thông qua giao điểm các bạn kẻ một đường vuông góc. Giao điểm giữa AB và mặt phẳng này nó chính là điểm A. Vậy qua đây kẻ AH. Hết bài luôn. Đúng không? Hết bài luôn. Rồi. Vậy ở đây thầy sẽ kẻ AH vuông góc với cả A phẩy C. Đấy, kẻ AH vuông góc với A phẩy C. Rồi, lại có ngay ấy, là AB của mình ấy cũng vuông góc với AH. Do AH nó đang nằm trong mặt phẳng gì? A phẩy AC. Đúng không? Đấy. Đấy, AB vuông góc với AH, so vuông góc mặt phẳng này rồi. Ngon chưa? Vậy thì thầy giáo sẽ suy ra ngay cho các bạn là AH là đoạn vuông góc chung. Nên khoảng cách giữa A phẩy C và AB nó chính là ông gì ấy? AH. Mà tính AH thì lại một trên mà phang thôi. Một trên trong cái tam giác A phẩy AC này. Một trên AH bình bằng một trên AA phẩy bình cộng một trên AC bình. Rồi bây giờ thì ta tính toán. Chẳng cần tính toán, ra căn 2 trên 2 luôn. Đúng không? Bởi vì ông kia là AA hết rồi. Nửa đường chéo thôi, căn 2 trên 2 đáp án đi. 4D, xong nhá. Rồi. Ngon lành nhỉ. Ngon chưa? Ngon rồi, các bạn comment chữ ngon giúp thầy nào. Nhớ thả cho thầy một cái tim nhá. Ngon là một trái thả tim mình. Ngon cái gì? Rồi, ngon rồi. Câu 5 này. Câu 5. Cho hình lập phương ABCD, A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có tất cả các cạnh nào đều bằng là căn 3. M là trung điểm của AA phẩy. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và MD. Được chưa nhỉ? AB và MD. Nghe kỹ nhá. AB và MD. Nào, chúng ta sẽ đi từ những câu đơn giản đến câu phức tạp đấy nhá. Nên các bạn phải tập trung. Rồi, xong hình nhá. A này, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, đúng không? Các cạnh của mình đều bằng A căn 3. Rồi, A căn 3 hết. Bây giờ người ta hỏi các bạn khoảng cách giữa AB và MD, trong đó M là trung điểm của A phẩy. M nằm ở đây. Rồi, AB và MD. Ok, nó giống như bài lúc nãy thôi. Các bạn thấy AB và MD nó có vuông góc với nhau hay không? AB và MD có vuông góc với nhau hay không? Ok, có vuông góc với nhau nhá. Ở đây các bạn nhận ra ngay là AB của em ấy nó đang vuông góc với mặt phẳng chứa thằng MD, đó là mặt phẳng ở mặt phía sau. Đúng không? Mặt phía sau
đó là mặt phẳng gì? A phẩy AD, do nó góc với hai đường. Đó đường AA phẩy là 1 này. Và đường AD là 2 này. Ngon lành chưa? Ở đây thầy chỉ kẻ thôi. Kẻ từ chỗ giao điểm ở đâu? Giao điểm giữa AB và mặt phẳng này ở A. Kẻ một đường thẳng vuông góc lên là xong. Vuông góc lên. Đúng không? Vậy ở đây thầy sẽ kẻ AH. Đấy, vuông góc với cả thằng MD. Mà ở đây AB của các bạn cũng đang vuông góc với AH. Do cái thằng AH này của các em nó đang nằm ở trong mặt phẳng ở phía trên là A'AD. Rồi, vậy thì suy ra AD AB và MD có AH là đoạn vuông góc chung rồi. Nên khoảng cách giữa AB và ông MD nó chính là ông gì em? AH. Lại công thức 1 trên, đúng không em? 1 trên. Rồi, trong tam giác vuông MAD thì AH của các bạn nó sẽ bằng là MA này nhân AD này chia cho căn của MA bình cộng AD bình 1 trên. Mà MA bằng 1 nửa thôi, căn 3 trên 2. Bằng máy tính nào, ấn K này, X là căn 3 trên 2 này, Y của mình là căn 3 này, là AD đấy. Kết quả là căn 15 trên 5. Rồi, đáp án cần chọn là đáp án C. Xong nhá. Đấy. Các bạn thấy phương pháp của nó mượt không? Là các bạn nhìn ra được ngay. Nhìn được ngay cái gì? Cái phần là hai đường này nó vuông góc với nhau. Đúng không? Hai đường này nó vuông góc với nhau. Xong nhá. Đấy thì các bạn bảo là ôi nhưng mà mấy cái câu này thì đi thi nó có hỏi không hả thầy? Câu này đi thi nó có hỏi không hả thầy? Mà em thấy nhìn nó đơn giản thế. Đi thi nó phải hỏi thì thầy mới dạy. Chứ đi thi nó không hỏi thì thầy dạy làm cái đếch gì. Đây, ví dụ cho các bạn luôn câu ví dụ 6. Đây là đề tham khảo năm 2018 của Bộ Giáo dục nhá. Đấy, những cái đề mà cái chữ đỏ lòm ở chỗ này này là đề của Bộ hết. Đấy, từ bây giờ đến lúc thầy xong buổi live này, những cái đề mà có chữ đỏ lò đề của Bộ hết. Nào, bây giờ các bạn nhìn, cho anh lập phương ABCD A phải B phải C phải D phải. Cạnh là bằng A. Khoảng cách giữa BD mà A phải C phải là gì? Nào, khoảng cách giữa hai thằng này là gì em? Comment luôn đáp án ra mà. Ui, câu này 1 giây thì ra đáp án luôn. 1 giây thì ra đáp án luôn. Không phải nghĩ ngợi. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có ngay đáp án cần chọn là đáp án B, đúng không? Bởi vì sao? BD và cái thằng A phải C phải. Các bạn thấy hai cái đường này nó đang vuông góc với nhau rồi. Bởi vì BD nó đang vuông góc với đường gì em? AC. Mà AC lại song song với A phải C phải nên hai đường này đang vuông góc với nhau. Nhìn ra ngay đúng không? Hai đường chéo mà. Vuông góc với nhau. Vậy thì các bạn sẽ nhận ra ấy, à đây nha, vuông góc với nhau rồi. Thì khoảng cách của nó là đoạn vuông góc chung. Vuông góc chung mà thằng nào? Cái đường nào vừa vuông góc với BD và vừa vuông góc với A phải C phải? Đây, thầy sẽ kể cho các bạn ra để các bạn nhìn cho nó rõ. Ờ, nó chính là cái đoạn OO phẩy này. O phẩy này. O này. OO phẩy thì nó là cái đường nó vừa vuông góc với cả cạnh trên là cái cạnh BD, nó vừa vuông góc cạnh dưới là cạnh A phải C phải, vuông góc với hai đáy mà, ok chưa? Nó đóng góc chung mà OO phải là bằng AA phải bằng BB phải bằng CD phải bằng DD phải rồi, nó bằng A nhỏ bố luôn, ok chưa nhỉ? Vậy đáp án cần chọn câu này là đáp án gì em? Đáp án B, mượt mà nhá, B nhá. Rồi xong, đây là câu ví dụ 6. Vậy thì kết thúc cho các bạn cái dạng 1 là cái dạng đơn giản nhất để các bạn nhìn ra được ngay là cái đoạn vuông góc chung. Đấy, như cái bài mà tìm ra được ngay đoạn vuông góc chung thì là như thế. Thế bây giờ sẽ có những cái bài toán nó sẽ nằm ở mức độ cao hơn, là các bạn phải đưa về khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Tức là chúng ta sẽ không thể nhìn được ngay và luôn cái phần là hai đường này vuông góc với nhau. Thì bây giờ chúng ta làm như nào? Thì các bạn nhìn cho thầy cái cách số 2. Đây là cái dựng đường vuông góc chung. Đấy, thì dựng đường vuông góc chung này thì
cách làm như sau. Cách làm như sau. Thực ra cách số 2 và cách số 3 ấy, về bản chất là nó là một. Nó là một. Thì ở đây các bạn cùng nghe này. Nghe nhé. Ở đây thầy đang cần tìm khoảng cách giữa thằng A và thằng B. Đấy, thằng A và thằng B. Tại sao thầy phải dạy tổng quát sau mà không dạy tổng quát ngay từ đầu? Bởi vì cái cách 1 ấy, các bạn phải làm cái cách 1 trước và nhìn xem nó có vuông góc với nhau trước hay không. Thì mình mới phệt cái cách số 2 là cách đoạn góc chung bằng cách tổng quát, bởi vì lúc đấy các bạn sẽ làm bị lâu hơn. Bây giờ A và B. Đấy, A và B. Thì lúc này các bạn sẽ làm như sau. Xác định một phẳng P chứa B và song song với A. Đây mặt phẳng P các bạn đây. Đấy, chứa B và song song với A. Gói A phẩy là hình chiếu của A lên mặt phẳng P. Thì thầy tìm được cái giao điểm của cái đường A phẩy với cả đường thẳng B là điểm N ở đây. Ok chưa nhỉ? Và quy của mình là mặt phẳng nó chứa A và A phẩy. Lúc này D là đường thẳng đi qua điểm N và nó vuông góc với cả mặt phẳng P. Thì nó cắt cái đường thẳng A tại điểm M. Thì đoạn MN ở đây này, nó lại là đoạn vuông góc chung giữa hai đường thẳng A và B. Đấy, đây là cách số 2. Các bạn dùng cái phần là hình chiếu nhé nhá. Cách số 3 và cách này chúng ta thường dùng nhất. Cách này thường dùng nhất. Thường dùng nhất. Đối với những cái bài mà các bạn không đưa về cách 1 được thì thầy thường đưa về cách 3. Đó là các bạn làm như sau. Thầy đang cần tìm khoảng cách giữa hai đường A và B. Thầy sẽ xác định được cái mặt phẳng P chứa B và nó phải song song với A. Nó na ná như thằng ở trên không? Song song với A. Sau đó khoảng cách giữa hai đường A và B của các bạn nó chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Đấy, A đến P. Tức là ở đây khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau A và B nó chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng P luôn. Suy thẳng A luôn. Bởi vì bản chất nó là thằng này này. Bản chất là 1 này. Bản chất là 1. Ok chưa nhỉ? Khoảng cách từ A đến P. Mà khoảng cách từ A đến B bằng luôn khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng P. Y là gì? Y là một điểm bất kỳ nằm ở trên đường thẳng A. Điểm nào cũng được hạ xuống đây nó đều như thế thôi. Đấy, y hạ xuống đây nó đều như thế, vì là y phải hạ xuống nó cũng thế thôi. Đúng không? Y điểm nào cũng được hạ xuống nó đều như nhau. Ok chưa nhỉ? Nên ở đây các bạn cứ mạnh dạn lấy điểm nào cho thầy cứ nằm ở trên mặt phẳng P. À, đường thẳng A các bạn tìm khoảng cách xuống mặt phẳng P là xong. Mà cái việc tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng đó là buổi trước thầy đã dạy các bạn là 3 cấp độ. 3 cấp độ. Các bạn xem nó rơi vào cấp độ nào, mình phệt cấp độ đấy. Vậy thì đang từ bài toán khoảng cách giữa hai đường thẳng, ta quy nó về khoảng cách từ điểm đến mặt, trở nên cực kỳ đơn giản. Nhớ nhá. Nhắc lại là A đến B nó bằng luôn khoảng cách từ A đến mặt phẳng P. Cái lý thuyết các bạn sẽ ghi sau giúp thầy. Được chưa? Ghi sau, thầy sẽ cho các bạn cái lý thuyết vào cuối buổi live stream, cái file đề cuối buổi live stream. Nhớ nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy cho các bạn ví dụ như sau. Đây là đề minh họa của năm 2020 lần số 2. Đề minh họa. Tiếc là đề năm 2021 thì không có câu nào hỏi khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau cả. Nên thầy phải lấy đề 2020. Cho hình chóp EABC. Nói chung là trong cái đề thi đại học có câu nào khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau thì đều cho hết các bạn ở đây. Cho hình chóp EABC. Có đáy là một tam giác vuông tại A. AB là bằng 2A nhỏ và AC bằng 4A nhỏ. SA là vuông góc với mặt đáy và SA bằng A nhỏ. Gọi M là trung điểm của AB, tìm khoảng cách giữa SM và BC. Ok, chúng ta vẽ hình nào. Rồi, tam giác vuông tại A. AB các bạn là bằng 2A nhỏ. AC các bạn là 4A nhỏ. SA vuông góc với đáy và SA bằng A nhỏ. Đúng không? Rồi, M là trung điểm của thằng AB. M đây là trung điểm, tôi thể xóa cái thằng số 2 đi nhá. Tự biết với nhau. Rồi, khoảng cách giữa SM và BC là thằng nào? SM và BC.
Ok. Từ chưa nhỉ? Rồi, mong 2020 không có khoảng cách giữa hai thằng cháu nhau. Úi dù kìa, nó ra có sao đâu. Nhắc lại trong cái khóa S1 của thầy là có cái bài thầy dạy các bạn là cách tính khoảng cách giữa hai thằng cháu nhau bằng một dòng thôi. Bằng có đúng một dòng thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn chưa học phương pháp đấy được. Sau, cái đấy thầy sẽ dạy các bạn sau bởi vì nó liên quan đến học kỳ 2. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ làm được bài này bằng cái cách dùng cái gì? Dùng hình học thuần túy vẫn ra được bằng những cái phương pháp thầy đã từng dạy các bạn. Rất đơn giản. Nha. Còn cái phương pháp một dòng kia thầy dạy sau. Nha. Nào bây giờ SM và các thằng BC tìm như nào? Các bạn nhìn này, hai đường thẳng này em nhìn bằng mắt thường. Em không thể nào biết được hai đường này nó có vuông góc với nhau hay không. Đúng không? Đấy, vậy thì em không thể dùng cái cách là dựng đoạn mà góc chung như lúc nãy được. Mà em phải dùng cái gì em? Mà em phải dùng cái phương pháp tổng quát của thầy. Nào, thầy nhắc lại phương pháp tổng quát như sau. Có một đường thẳng A, có một đường thẳng B. Đường thẳng B. Bây giờ tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng AB. Em tìm cho thầy một phần P chứa B và song song với A. Ok, song thằng P này. Sau đó em sẽ biết được khoảng cách giữa A và B là khoảng cách giữa A với cả mặt phẳng P luôn. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy xem cái mặt phẳng nào chứa SM và song song với BC. À, chứa SM và song song với BC. Thì rất đơn giản là qua M ấy, các bạn kẻ giúp thầy một đường song song với BC là xong. Bởi vì đường mà song song với mặt thì nó song song với cả đường song mặt, nó chỉ cần song song với một đường thôi là được rồi. Ok. Vậy đây thầy sẽ kẻ một đường MN nhá, MN. Lúc này thì thầy sẽ có nối vào. Ok chưa? Rồi, và chỗ này là một góc vuông bởi vì nó song song nó không phải là góc vuông nhá. Được chưa? Nó phải là góc vuông. Lúc này ta sẽ tính toán như sau. À. Và thằng BC lúc này SM và thằng BC lúc này, hay là BC và SM đi, BC và SM lúc này, đây là BC và SM đi, BC và SM, BC và SM hóa chéo nhau nhá, nó bằng luôn khoảng cách giữa BC đấy và mặt phẳng gì em nhỉ, và mặt phẳng SMN. Đấy, tương tự như thế nhé. Các bạn kẻ BC xong MN thì các bạn suy ra được ngay là BC của chúng ta song song với mặt phẳng gì SMN. Thì các bạn chọn cái mặt phẳng nào để các bạn tìm khoảng cách xuống. MN đến SBC cũng được, mà BC đến SMN cũng được. Đều được cả. Nhớ chưa? Đều được cả. Thằng nào cũng được, các bạn chọn thằng nào cũng được. Vậy thì chọn BC đến SMN đi. Đều được thôi. Thì lúc này khoảng cách BCMN thầy dặn là A nó song song với nhau thì các bạn hạ điểm nào xuống được, điểm B xuống được mà điểm C xuống được. Thì thầy chọn điểm gì? Điểm B đi. Bằng ngoái từ điểm B đến SMN. Nhưng em à, B ở đây có phải chân đường cao không? À, A mới là chân đường cao. Vậy lúc này mình phải đổi điểm rồi. Đổi điểm về điểm A. Mà tính khoảng cách từ điểm không phải là chân đường cao thầy dặn các bạn ở buổi trước đó chính là cái gì? Đó chính là cấp độ 3. Cấp độ 3 thì tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SMN cho thầy. Được chưa? A đến SMN. Tính như nào? Muốn tính từ A đến SMN. A đến SMN. Các bạn bị gián đoạn à? Trang mạng nó bị lag. Mạng bị lag. Thôi thầy giảng tiếp nhá. A đến SMN của thầy nào. Đấy, thầy nhắc lại nhỉ. Khoảng cách giữa BC và SM thì thầy sẽ nhận ra là BC song song với SMN rồi. Thì thầy tính khoảng cách từ điểm B đến SMN. Nhưng B không phải chân đường cao, các bạn phải đổi về điểm gì? Đổi về điểm A để các bạn tính. Được chưa? A đến SMN tính cho thầy sẽ bằng bao nhiêu nhá? Bằng bao nhiêu? Bằng cách là gì? À, mình nhận ra M và N chỗ này không phải là góc vuông. Vậy kẻ mấy đường? Kẻ hai đường. Đúng không? Kẻ hai đường. Kẻ hai đường. Được chưa? Chỗ này xóa đi để các bạn nhìn đỡ rối. BC song song với SMN thì khoảng cách. Rồi, kẻ hai đường. Đường thứ nhất là từ A thầy kẻ vuông góc với cả thằng SM.
Đấy, kề vuông góc với SM. Đường thứ hai là vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó, giống buổi trước đã dạy với nhau. Vuông ở đây thì gọi là vuông ở Y đi, kề vuông góc là AH. Ok chưa? Vuông ở đâu ta gấp đôi lên ở đó là xong. Rồi. Thì bây giờ thầy sẽ kẻ như sau. Kẻ AI vuông góc với cả MN. Kẻ AH vuông góc với cả thằng SI thì suy ra luôn khoảng cách giữa điểm A đến mặt phẳng SMN nó chính là thằng AH. Thế tính AH ở đây thì các bạn dùng công thức 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AI bình. Nhưng AI các em chưa có thì em tính AI ra kiểu gì? Đấy, em tính AI của gì? Cái khó bạn là từ AI bởi vì SA mình có rồi. Đúng không? Tính AI. Rồi. Vuông A. AB của mình ấy là bằng 2, AC các bạn là 4. Rồi. 2 này. 4 này. Các bạn tính thằng AI với M là trung điểm của thằng AB. N là trung điểm của AC. Đúng không? Các bạn tính AI. AI ở đây nó vuông góc vào đây này. Kể hẳn nó ra. I đây. Rồi K đang ở đây đi. Thì em nhận ra là ố, AI của em tính ồ thực sự là rất đơn giản. Khi mà nó là gì em? Bỏ K đi nhé. Khi nó là gì em? Khi nó là lại công thức 1 trên ngay lập tức trong tam giác AMN. Có thấy không nhỉ? Bởi vì A là một góc vuông mà. Vậy thì ở đây thầy sẽ có trong tam giác vuông AMN thì AI của em nó sẽ bằng là AM nhân AN chia cho căn của AM bình cộng AN bình. Thì AH của mình là bằng SA nhân AI chia căn của SA bình cộng AI bình bằng căn nhau. SA là bằng 1 rồi, bằng A nhỏ. AI mình vừa tính ra xong là 2 căn 5 trên 5 bằng kết quả là 2/3. Được chưa nhỉ? 2/3. Rồi bây giờ cái quan trọng ấy là mình không phải đi tính hóa từ điểm A mà đi tính hóa từ điểm B cơ. Đấy, điểm B. Vậy đồ điểm này, bước tiếp theo bước đồ điểm. Đồ điểm. Các bạn nối A với B thôi thầy. Nối AB thì các bạn nhận ra AB đang cắt mặt phẳng SMN của các bạn tại điểm gì? Điểm M. Mà cắt tại điểm M ấy thì các bạn sẽ có tỷ lệ như sau. Khoảng cách từ điểm B đến SMN chia cái khoảng cách từ điểm A đến SMN bằng BM trên AM. Mà M là trung điểm rồi nên BM trên AM bằng 1. Nên suy ra cái khoảng cách từ B đến SMN bằng luôn khoảng cách từ A đến SMN. Nó bằng bao nhiêu em? Bằng 2/3. Được chưa? Ok nhá. Vậy bằng 2/3 thì các bạn sẽ thấy ngay là khoảng cách từ B đã có thôi. Là khoảng hai đường thẳng chéo nhau ấy. Đáp án cần chọn là A thôi. Hết bài. Đấy. Sao bài này? Được chưa? Dùng hình con thuần túy nó mất vài dòng như này. Nhưng về sau thì thầy dạy các bạn ở trong S1 các bạn sẽ thấy ngay là cái cái lớp off của thầy. Ở Hà Nội, bạn nào ở Hà Nội có thể học off. Là thầy cũng dạy các bạn những cái bài. Chỉ mất một dòng ra kết quả. Ok nhá. Đồ điểm. Đấy, vậy thì các bạn thấy nhận ra cái mối liên hệ của các buổi với nhau chưa? Chúng ta học khoảng cách cấp độ số mấy? À cấp độ số 3. À cấp độ số 2 ở đây này là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng này. Rồi đồ điểm về B này. Thấy không? Đấy. Có cái gì đâu. Nên các bạn phải học các buổi trước thì buổi hôm nay các bạn mới học nó mới thấm được. Thầy sang câu tiếp theo, một câu nữa cho các bạn để các bạn thấm nhuần tư tưởng.
Câu số 8 nhé. Một câu nữa nhé. Để các bạn mượt mà hẳn đi. Xuống dòng ạ. Câu 8. Mượt như sơn siêu luôn này. Là câu 8. Đề minh họa của năm 2020 của Bộ Giáo dục. Cho hình chóp ABCD. Có đáy là một hình thang. AB là bằng 2 nhỏ. Và ở đây là AB 2 nhỏ. AD bằng DC bằng CB là bằng A nhỏ. SA thì nó vuông góc với đáy. SA thì bằng 3 nhỏ. Được chưa? Đấy. M là trung điểm của AB. Tìm khoảng cách giữa SB và DM. Đây thì phác thảo cái đáy cho các bạn ra nhé. Đáy AB của mình ấy là bằng 2A nhỏ này. Đúng không? Đấy. Ở đây là AB này. Thì AD này. AD của mình là A nhỏ thôi. 1 thôi. DC của các bạn là bằng 1 thôi. Bằng 1 thôi. Và cái lạ ấy, ở trong bài này ấy, là cái ông BC của mình bằng A nhỏ. Vậy thì suy ra đây không phải thang vuông. Nó không phải thang vuông mà nó phải là thang gì em? Thang cân. Hay gọi là nửa lục giác đều đấy các em ạ. Nửa lục giác đều. Đấy, nó phải là nửa lục giác đều. Nó phải như này cơ. Thấy không? Nó phải như này. Nửa số lục giác đều, thang cân. Vậy thì ở đây ta sẽ vẽ. Khi nào thấy bán S2 á, đang bán S2 thôi mà. Đang có S2 rồi á. Các bạn đăng ký, các bạn click vào cái link ở dưới để đăng ký nhá. Đăng ký sớm để nhận ưu đãi, không về sau tăng giá thì thôi. Lúc đấy lại méo mồm. Tự nhiên mà biết thế ngày xem đăng ký học thầy sớm. Có phải em có tiền đi chơi và nghiêu rồi không? Dại lắm. Lợi cho các bạn thôi. Trời ạ. Nào, hình thang AB đây. C đây, D đây. SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Thế nối vào nhá. Nhiều bạn ở đây là đang chờ đợi khóa S2, khóa S3 của thầy lắm ấy. Bởi vì chắc là nghe các anh chị khóa trước. Nghe hết các anh chị khóa trước, feedback lại rồi. Nói chung là các bạn cứ học S1 đi. Đấy, S1 phải tốt, xong S2, S3 các bạn mới mượt được. 3. M là trung điểm của AB. Vì khóa là bên thương hiệu của thầy. Đến bây giờ ấy, là khóa mấy cái khóa S2, S3. Tổng ôn luyện đề. Nó là đỉnh của chóp rồi. Nào bây giờ người ta hỏi các bạn là khoảng cách giữa SB và DM đúng không? SB và DM. Rồi. SB và DM. Em nhìn ra ngay SB và DM. Em nhận ra ngay cái thằng DM đang như nào. Song song với thằng gì em? BC. Trong mặt phẳng SBC không? Có thấy không? Em không bị mù em sẽ thấy, đúng không? Trừ khi em bị mù thôi em mới không thấy nó song song rồi. Rồi em không hề bị mù, em thật nhận là song song. Song song thì em quất luôn cái mặt phẳng này đấy. Đấy, cho nó quất luôn mặt phẳng này đi. Rồi. À, lý thuyết của thầy dạy. Thầy đã dạy là hai đường thẳng chéo nhau. Em muốn tìm khoảng cách, em tìm ra một mặt phẳng phụ chứa thằng này và song song với thằng kia, mặt phẳng P đây. Ví dụ ở đây là thằng DM, đúng không? Thằng DM đây. DM song song được ngay với cả mặt phẳng chứa thằng SB thì khoảng cách của nó chính là khoảng cách giữa DM và mặt phẳng P, không phải nghĩ ngợi. Ở đây các bạn có DM song song với cả BC, đúng không? Suy ra ngay DM song song với SBC, mà đã song song với SBC rồi này, SBC thì suy ra cái khoảng cách giữa DM và thằng SB bằng luôn khoảng cách giữa DM và SBC. Các bạn suy thẳng luôn như này đó thầy, không phải nghĩ, cứ song song là suy thẳng là luôn. Vậy thì ở đây S2 S3 giảm vào 500 em mua không có chuyện đấy đâu nhà. Năm nay nâng cấp kinh khủng lắm. Mà đã giảm giá sâu ơi là sâu rồi. Mà không sở hữu thì thôi.
Rồi, DM và SBC. À có một đợt giảm giá còn có 500k đấy. Đây là đợt trước kỳ thi một tháng. Nhá. Bây giờ các bạn sẽ chọn ra một điểm. Điểm nào cũng được, D cũng được, M cũng được. Thích điểm nào, quất điểm đấy. Ví dụ các bạn thấy điểm nào. À, thì chọn ra điểm M đi. Chọn điểm M đi. Đấy, D, M đều được. Chọn điểm M đi. Đến SBC. Điểm nào tính toán dễ thì mình chọn. Đấy, điểm nào cũng được. Bởi vì nó song song mà. Thì khoảng cách nó bằng nhau mà. Hiểu không? Đấy. Thì ở đây ta sẽ có. Đấy, ta sẽ có. Tính khoảng cách từ M, SBC. Em nhận ra M ở đây. M ở đây này. Nó đếch phải là chân đường cao. Mà chân đường cao phải là thằng gì? Thằng A. Vậy bước 1 ở đây. Luôn luôn tính khoảng cách từ điểm A. Thì mặt phẳng S gì em? SBC chưa có thầy. Nguyên tắc. A đến SBC chưa có thầy. Mà tìm khoảng cách từ A đến SBC em làm như thế nào bây giờ? Đấy, làm như nào? Bởi vì A chân đường cao mà. Em nối vào này. A đến SBC. Nào mình phân tích theo cái lối tư duy thầy dạy ở khoảng cách từ điểm đến mặt. Thầy sẽ khoanh vùng cái mặt chóp lại lên nhá. A đến SBC. Khoanh vùng nó lại. Khoanh vùng này. Rồi. Có một cái điều mà các bạn sẽ không nhận ra. Nó là có một góc vuông ở đây. Tại sao? Thầy sẽ vẽ lục giác đều cho các em nghe. Lục giác đều này. Trong hình lục giác đều ấy. Thì cái đường tròn. Đây là lục giác đều. Đây là tỷ lệ 2, 1, 1, 1. Đúng hình thang của mình rồi đúng không? Thì ở đây. Cái đường tròn ngoại tiếp của cái hình lục giác đều này có tâm là trung điểm của cạnh này, cạnh hai này, cạnh AB đấy, ABCD, có thấy không? Nó trung điểm, thấy không em? Nó trung điểm. Và ở đây đường tròn ngoại tiếp thì góc chắn ở đường tròn luôn bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Nên góc ở đây, góc C và góc D đều bằng 90 độ hết, đều là 90 độ hết. Đó. Vậy thì ở đây ta biết ngay, à đây là góc 90 độ. Nên em biết ngay vuông ở đâu gấp đôi ở đó. Vuông ở C em gấp đôi ở C ô thầy. Đúng cái gì thầy dạy chưa? Vuông ở đâu gấp đôi ở đó. Vậy thì thầy thấy ở đây là ông AH rồi. Thế kẻ AH vuông góc với SC. Đi thi mình phải biết mấy cái này. Vậy thì suy ra được khoảng cách từ điểm A đến SBC là ông AH. Các bạn xong phim chưa? Đấy. Rồi. Thì bây giờ tính AH như nào? Ở một trên thôi. Trong tam giác vuông SAC. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AC bình. Tức là SA nhân AC trên căn của SA bình cộng AC bình. Thì SA các bạn là bằng 3. AC bằng mấy? Quan trọng là AC bằng mấy? Thì góc này là vuông này. 2 này. 1 này. Pythagore. Thì AC bằng căn 3 không em? Thấy không? 3 cộng 1 là 4, căn 4 là 2 mà. Em nhẩm ra ngay em thấy. Rồi, vậy ở đây ta sẽ có AC. Căn. Thằng này là 3, thằng kia là căn 3 đúng không? Pythagore. Vậy kết quả của mình ra là 3/2 luôn. Thấy không? Căn cực kỳ nhanh khi bấm máy tính 3/2. Ok chưa? 3/2 à. Rồi đây ra AH, bây giờ mình đổi điểm này, đổi điểm. Về điểm M nhá, đổi điểm. Thì em nối A với M với nhau, tốc độ 3 rồi này. AM thì em nhận ra AM đang cắt mặt phẳng SBC tại điểm gì? Em kéo dài thằng này ra. Ô này này, kéo dài ra. Cắt tại điểm gì ấy? Điểm B. Thấy không? Vậy thì đây em thấy cắt tại điểm B rồi. Đúng không? Cắt tại điểm B rồi. Em ghi vào đây là điểm B thôi thầy. Rồi dùng cầu vồng thôi. Khoảng cách từ điểm M đến SBC chia khoảng cách từ điểm A đến SBC nó bằng thằng MB chia thằng AB. Mà MB và AB thì MB bằng một nửa AB. Bởi vì M là trung điểm M. Đúng không? Vậy thì tương đương khoảng cách từ điểm M đến SBC bằng 1/2 cái khoảng cách từ điểm A đến SBC. Mà A đến SBC là 3/2 rồi. Đây này. Nhân 3/2 giúp thầy nhá. Kết quả là 3/4 thôi em. Xong rồi. Được chưa? Mà M SBC là thằng nào? Là thằng này này. Đúng không? Là khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau đấy. Đây là cái key của chúng ta đấy. Chuyển về khoảng cách từ điểm đến mặt. Ok, 3/4 đáp án ta chọn là A thôi. Hết bài. Rồi, các bạn hiểu không?
Đấy, không phải dòng thôi, đề thi đại học nó cũng chỉ thế thôi. Khó khăn thì đâu, mấy dòng mà xong. Hiểu hay rất hiểu nào. Tuấn Trần, mình đang bán thật để mua S2 và S3. Úi dồi. Mày bán cho thầy đi. Tao lấy hai quả thận của mày thôi tao. Khỏi. Khỏi đi dạy luôn. Thận mẹ có giá lắm chứ. Giá thận mẹ 2 tỷ đấy, ít đâu. Thế còn S2, S3 đang có bao nhiêu? Bạn nào có S1 rồi thì còn có 1,2 triệu. Đúng không? Bạn nào mà chưa S1 thì các bạn có thể mua combo luôn. 3 khóa còn 1,999,000. Rẻ thối. So với việc là các bạn đỗ đại học. Phải đỗ điểm cao chứ. Hiểu rồi đúng không? Rất tốt. Rất hiểu, rất tốt rồi. S2 bao giờ bắt đầu á, đến đầu năm sau bắt đầu, nên bao giờ có cái đăng ký sớm ấy thì bao giờ cũng được ưu đãi. Ôi không nói nhiều khóa học nữa, không các bạn lại bảo thấy quảng cáo vậy. Thôi tập trung vào học nhé. Đấy, nói chung ai học thì các bạn cũng lo cho mình trước rồi, không phải quảng cáo nữa. Nào, đây là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2018, mã đề 101, cho hình chóp SABCD có đáy là một hình chữ nhật AB bằng A nhỏ, BC bằng 2A nhỏ, SA vuông góc với đáy, SA bằng A nhỏ, khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB là gì? Rồi. Thận dưới 5 tỷ à? Úi dồi ôi, thế thì ngon quá. Thế thì đấy, bọn mày bán thận đi. Tao mua. Đơn giản. Bán thận lấy luôn, đổi lên khóa S2, S3, xong ta đi bán lại cho bệnh viện. Úi trời ơi. Thật là dại dột. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có SA mua góc với đáy. Nói chung là các bạn nữ ấy, các bạn nhìn mấy cái thằng con trai ấy, thấy nó không có thận ấy, nó bán thận ấy. Đấy, các bạn né xa mấy thằng này ra. Né xa xa ra, bởi vì mấy cái thằng này ấy, về sau nó yếu lắm. Nó không được khỏe đâu. Như kiểu thầy đã mua thận của thằng này, thầy có 3 quả thận. Úi dồi ôi, best của khỏe luôn. Lúc đấy thì chắc là ai cũng đến xin làm người yêu thầy mất. Đấy, chứ còn mấy cái thằng có một quả thận ấy, thì làm ăn cái gì? Đúng không? Bây giờ một quả thận thì làm ăn cái gì? Không ổn các em ạ. Nhưng mà xem lại mấy cái thằng này. Thế thằng nào bán thận là phải kiểm tra ngay. Vậy sao yêu đương thằng nào bảo anh ngày xưa đã bán thận chưa? Đấy, nó bảo anh từng bán thận để lấy tiền yêu em, thằng này phải bỏ luôn. Không phải sao các bạn không hạnh phúc đâu. S2, S3 là đều thầy lai chữa hết. Ở S2, S3 trên kia ghi là 1,6 triệu. Đấy là cho những bạn nào mà chưa sở hữu S1. Nên bạn nào có S1 rồi thì còn 1,2 triệu thôi. Đây là cái ưu đãi dành cho những bạn đã tin tưởng với học của thầy từ trước. Thì được giá ưu đãi hơn. Được chưa? Còn bạn nào mà chưa sở hữu thì các bạn phải mua S2, S3 là 1,6 triệu. Tức là 800.000 một khóa. Cũng đang giảm 50% rồi còn đâu. Cứ được voi hỏi đòi hai bài chưng thôi. AB bằng A nhỏ, BC bằng 2A nhỏ. SA vuông góc với đáy, SA bằng A nhỏ. Các bạn mua S1 cũng thế mà. S1 này, lúc đầu các bạn mua là 800k. Đúng không? S2 cũng thế, 800k. S3 cũng thế, 800k. Đúng không? Nếu mà combo 3 khóa này, ấy, 3 khóa, thì còn có 1,999,000 thôi. Đấy, đang là ưu đãi đến nốt. Đến đầu dòng 9 là hết rồi. Các bạn nào sử dụng S1 rồi, đúng không? S1 rồi thì chỗ này coi như 2 triệu đi, trừ đi 1,8 triệu là còn 1,2 triệu. Như thế thôi mà. Hiểu chưa? Đấy là ưu đãi.
quyền lợi các bạn ấy phải nhận được nhận như thế. Còn bạn nào mua hai khóa này là chuyển 1.6 triệu thì là sao? Với cậu mà thật là ngây thơ, hay là không có thận nên mình mới ngây thơ như thế đấy à? Thằng Trần Tuấn. Rồi tiếp tục này. Thôi nhá, đấy anh nhắn gửi mấy bạn nữ nhá, tránh xa mấy thằng không có thận ra nhá. Không phải sao các bạn khổ đấy. AC đây. AC đây, SB đây. SB. SB. Còn tí thì phân tích cho các bạn là tại sao các bạn không nên bán thận. Đấy, mà không yêu những người bán thận. Thứ nhất ấy, ai thận yếu ấy thì da người ta rất là xấu. Da rất là xấu luôn. Bởi vì cái chất thải ấy của người ta có vấn đề. Thế bình thường các bạn uống nước, ăn uống chẳng hạn như thế là thận nó nơi thải, nó lọc chất thải đúng không? Nhưng mà nó lọc không tốt ấy thì những cái chất thải đấy nó sẽ ngấm vào máu. Nó dẫn đến là da nó xấu. Đấy, người có mùi. Và ông nào mà cắt đi một quả thận thì đang là cắt một nửa 50% rồi. Đúng không? Cắt một nửa 50% rồi. Là quá sâu rồi. Giống như việc là giảm khóa học 50% là quá sâu rồi. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy hay là ủ lúc đấy thì bộ phận thanh lọc đó đang có vấn đề. Nên bây giờ thằng này da rất là xấu. Mà nó còn ấy nữa. Còn kiểu như nào nhỉ? Có thể bị đái dầm này. Xong rồi dễ bệnh mắc bệnh này. Chung là nguy hiểm lắm các em ạ. Rồi bây giờ thầy tiếp tục nhá. Tiếp tục. SB và AC. Nào bây giờ các bạn nhìn hai thằng này. Nhớ đây là hình chữ nhật nhá, không phải hình vuông đâu nhá. Thì bây giờ ta bạn sẽ tìm thằng này như thế nào đây? À. Em nhận ra là ô em không thấy cái thằng nào song song luôn thầy ạ. Ừ, không thấy. Không thấy thì mình phải tự dựng ra thôi. Đúng không? Không thấy thằng nào song song SB, không thấy thằng nào song song AC thì em tự dựng ra. Thì sẽ dựng ra. Thường ấy là dựng song song với thằng AC. Những cái thằng nằm ở đáy ấy, thì nó dựng nó dễ hơn. Thì dựng ở đây. Song song AC. Đấy, kể vào đây. Rồi. Nối nó vào này. Nên dựng thành một cái hình bình hành kem ạ. Đây, nên dựng thành một hình bình hành. Đấy, thì các bạn thì gọi đây là điểm E này. Đây. Các bạn sẽ cùng nhìn nhá. Thì lúc này cái thằng AC song song với mặt phẳng SB không em? Thầy kẻ AC à, kẻ EB song song kẻ EB. EB song song với AC với thằng E nó nằm ở trên đường AD. Thì các bạn sẽ suy ra ngay AC của em song song với cả mặt phẳng SB. Thì cái khoảng cách giữa AC và SB là khoảng cách giữa AC và SB bởi vì nó song song mà. Thì nó song song bố nó rồi, các bạn chọn điểm nào cũng được, chọn luôn điểm A là chân đường cao, tính cho nó dễ. Ngon chưa? Ngon chưa? Thì bây giờ A đến SB tìm như nào bây giờ? Đấy, tìm như nào bây giờ? Thì rất đơn giản thôi. A đến SB đúng không? Chỗ này không phải là góc vuông. Đúng không nhỉ? Có góc vuông không? À, nó là góc vuông đấy chứ. Nó là góc vuông đấy chứ. Góc vuông bởi vì nó song song với cả thằng... xem nào. Nó góc vuông không ta? Không. Nó không phải là góc vuông. Nha. Nó không phải góc vuông đâu. Đấy. Nó không phải góc vuông bởi vì A là góc vuông. Lời thầy dặn không? Không. Vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Rồi, vuông ở đầu gấp đôi ở đó. Ok, thầy kẻ như sau. Thầy kẻ AM vuông góc với EB. Và kẻ tiếp là AH vuông góc với SM chưa? Thì tới thầy giáo suy ra cái khoảng cách từ điểm A ấy, đến SBE các bạn ấy. Nó là ông nào em? Là ông SM luôn. Tính S, à, là ông AH luôn. Thì tính AH ở đây. Cứ 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình
cộng 1 trên AM bình, tức là SA nhân AM chia căn của SA bình cộng AM bình. Mà SA của em bằng bao nhiêu? SA của em bằng A nhỏ rồi. AM bằng bao nhiêu? AM công thức 1 trên bát là xong. AM ở đây này. Đấy, bằng bao nhiêu hỏi chấm nhá. Thì bây giờ tính AM này trong tam giác vuông AEB. Thì AM các bạn lại là 1 trên. 1 trên AM bình bằng 1 trên AE bình cộng 1 trên AB bình bằng AE nhân AB. Chia cho căn của AE bình cộng AB bình bằng AE của em ấy thì nó là hình bình hành. Các bạn thấy ngay AC và EB đang hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Nên thầy giáo dễ dàng suy ra cho các bạn hình bình hành thì hai cặp cạnh đối diện cũng song song và bằng nhau, tức là AE và BC. Vậy thì AE của mình cũng là hai nhỏ. Đúng không? Bấm máy tính thôi. Một thằng là 2, một thằng là 1, can 2 này và 1 này. Kết quả AM là 2 căn 5 trên 5. Thấy chưa? Khi có AM rồi các bạn thay vào ra AH thôi, suy ra AH. Bấm máy tính tiếp. AH bằng SA nhân AM. SA của mình là bằng 1. AM của mình là 2 căn 5 trên 5. Rồi bấm bằng thôi. Kết quả là 2 phần 3. Bằng 2 phần 3. Kết quả. Thay vào đây nhé. Rồi. AH thì các bạn ra rồi. Là ông này này. Đúng không? Là A đến SB đấy. Hết bài rồi. 2 phần 3 đáp án B. Xong. Thấy chưa? Thì các bạn thấy ngay là những cái phương pháp như này các bạn nắm được trong lòng bàn tay về tất cả những cái buổi trước thầy dạy các bạn là tìm khoảng cách từ điểm đến mặt như thế nào. Đúng không? Rồi các bạn suy ra cái khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau nó rất là dễ. Quan trọng là cái bước này là các bạn dựng ra một cái đường nó như nào song song. Đấy, để đưa nó về khoảng cách từ điểm đến mặt. Cực kỳ đơn giản. B nhá. Cậu mày toàn học chùa. Xong rồi hỏi bảo thầy yêu cầu là thầy phải mua wifi mới. Xong rồi mua cái cam mới. Mua mic mới, tiền tách đâu ra, tiền cướp à? Rồi. À cái file đề ấy. À, tí nữa thầy up file đề cho. Nhá. Không phải câu 10 không? Hết rồi. À câu 9 rồi. Ồ vậy thì ở đây là cái đề Trung học phổ thông quốc gia. Đề Trung học phổ thông quốc gia. Từ trước đến nay 2018 đến 2017 đến 2021 là nó chỉ có những câu này thôi. Đấy, có những câu này thôi này. Đấy, có 4 câu thôi. Khoảng cách giữa hai thằng chéo nhau có được 4 câu. Nha, đúng 4 câu. Thì lọc là hết cho các bạn rồi đấy. Hết. Em xin thực tài khoản á, tài khoản có hết rồi đi. Nay cứ bị lag à? Ở cho Facebook nó bị lag ấy, chứ còn thầy cũng không biết tại sao nó bị lag nữa. Ok, các bạn hiểu câu này chưa? Hiểu câu này chưa các em ơi? Được chưa? Đây. Thầy cho các bạn xem luôn nhá. Màn phụ của thầy đâu nhỉ? Rồi. Đấy, thầy có hẳn. Thầy soạn lại hết cho các bạn là quan hệ vuông góc này. Nó có những câu nào này? Từ năm 2021 cho năm 2017. Đây là góc.
đúng không? Buổi sau các bạn sẽ học một góc khoảng cách từ điểm đến mặt này. Đấy, bây giờ khoảng cách hai thằng chéo nhau xem đến bao nhiêu câu nhá. Lọc đúng không nhá? Đây, một câu chưa? Một câu. MBC. Hai câu. Thấy chưa? Góc rồi. Ba câu. Đấy. Bốn câu. À, mình thiếu câu này này. Làm luôn câu này nhỉ? Quên luôn câu này. Bốn câu. Hết rồi. Bốn câu thôi. Bốn câu thôi. Đấy, năm câu. Năm câu. Đúng rồi, mình làm bốn câu rồi. Thiếu mất một câu. Câu này. Quất luôn câu này. Để thầy quất luôn câu này cho các bạn. Trong đề luôn. Làm luôn. Mình hứa xử lý hết thì mình xử lý hết luôn. Có S2, S3 có ai gọi điện tư vấn không á? Có. Có chưa? Có người gọi tư vấn chưa? Các bạn cứ đặt lại số điện thoại thôi. Là có người sẽ đến tư vấn cho các bạn. Ở thầy làm câu này cho các bạn nhá. Vậy thầy tí thầy sẽ vứt vào trong cái app của thầy. Để chữa cho các em. Đấy. Thầy nghiên cứu đề kỹ lắm. Nên các bạn mà đã vào trong cái khóa S1, S2, S3 của thầy rồi thì không lệch đâu được. Thi nó chỉ rơi như thế thôi. Còn mấy cái thằng cha, nhiều thằng cha trên mạng ấy, nó cứ bịa ra mấy cái đề khỉ gió thì ấy. Xong rồi nó bảo đấy là vận dụng cao. Thưa thầy không đánh giá đấy là vận dụng cao. Thầy gọi luôn là vận dụng điên. Nó có thi bao giờ mẹ đâu. Mấy ông cứ mang ra lòe nhau. Thi hay không của tôi nghiên cứu đề tôi biết ngay. Chứ các ông cứ bốc phét ra ngoài để lòe học sinh. Xong rồi đề cao mình lên. Không, thầy chẳng đề cao cái mẹ gì cả. Quan trọng là nó phải đúng những cái gì mà bộ cho. Thế thôi. Chứ các bạn thi xong các bạn cũng quên bố nó mất. Thì các bạn chỉ ôn những cái gì mà các bạn sẽ thi thôi. Chứ hơi đâu mà ôn những cái trên trời dưới đất làm cái gì. Đúng không? À đây là góc mà. Ờ, đây là góc. Thấy chưa? Vậy thì thầy lọc đúng rồi. Lọc đúng 4 câu rồi. Có đúng 4 câu rồi trước cái này thôi. Thấy chưa? Thầy lọc chuẩn ở đây là góc. Đây không phải khoảng cách. À, đây là góc. Thế thì thầy lọc hết rồi còn đâu. Lọc hết rồi. Lọc hết rồi. Đấy. Lọc hết rồi. Xong về sau có thời gian thì thầy sẽ dạy các bạn cái kỹ thuật làm bài này trong một dòng. À. Làm trong có một dòng. Bạn nào muốn học trước thì cứ vào S1. Đấy, mắt nó kém quá, nhìn không thấy. Đây rồi. Đây, đoạn sau nó là cái phần thể tích rồi. Đấy, thì lọc ra luôn thể tích, khối đa diện này. Thấy không? Có những câu thể tích nó dạng nào. Vẫn phải biết được đề nó bộ nó cho cái gì. Đúng không? Cứ ôn với cái điên đây từ 2017. Thì lọc hết bằng sạch. Đấy, có file đáp án chi tiết luôn. Chưa public cái file này ra đâu. Nên về sau file giảng giải chi tiết dễ hiểu luôn nhá. Đấy, giải cực kỳ chi tiết luôn, không phải giải vắn tắt nữa. Nên đồng chí nào về sau muốn nhận thì nhớ là ấn theo dõi fanpage của thầy ấy, ở chế độ xem trước. Thì thầy up lên một phát thì các bạn sẽ nhận được luôn. Nhớ chưa? Nhớ là click vào quả chuông hai lần ấy. Các bạn ấn vào theo dõi hai lần. Thì nó sẽ hiện ra cái option cho các bạn chọn là tất cả các bài viết. Để không bị bỏ lỡ. Nhớ như thế. Chứ bây giờ chưa up lên luôn đâu. Bây giờ phải ém hàng đi. Rồi. Thứ bảy live tiếp nhá. Thứ bảy ta sẽ đi vào buổi cuối cùng đấy. Là cái buổi góc. Buổi góc. Buổi cuối cùng đấy. Rồi. Thứ bảy nhá. Rồi bye bye các bạn nhá. Hôm nay không xem bói đâu. Mà không có tương lai đâu. Để buổi sau đi. Bye bye nhá. Bye bye. Chúc ngủ ngon nha mọi người. Thầy chúc các bạn ngủ ngon. Đấy, thầy chúc trước ở đấy. Đến các bạn chúc thầy đi. Line này có up trong S Pro không ạ? À, muốn xong S Pro thì các bạn vào S Pro thôi là nó có mà.
lại cho S Pro nó có mà. Nó được lưu trong S Pro, luôn luôn lưu trong đấy rồi, từ giờ đến hết năm cơ. Bây giờ tôi kiểm tra nhá, có mà. Đây, S Pro là S1 đấy. Đây, có một mục rồi. Đấy, thấy không? Lấy cái không gian này này, nó lưu hết trong này rồi còn đâu. Ba cấp độ này, có cái này là chéo nhau này, chia rõ từng bài ra luôn. Thấy em? Nha. Có lưu rồi. Yên tâm. Rồi, bye bye nha. Chúc ông ngủ ngon. Bye bye. File này có trong S Pro nhé.